Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin giới thiệu đến quý vị trồng cần cua và bạc hà ở Canada. Cần cua và bạc hà là những cái thứ mọc rất là dễ dàng ở nơi xứ ấm, nhưng mà ở Canada thì là cả một vấn đề đó quý vị. Trồng bạc hà thì thường mọi người đem bạc hà vào trong nhà lúc mùa đông, tại vì bạc hà không có chịu lạnh, cũng như là cần cua. Khi mà ta thu hoạch hột xong thì đem các hột để sang năm mà trồng. Thủy không có đem bạc hà vô nhà, mà Thủy chỉ cắt hết và chỉ để cái củ. Bạc hà của Thủy thì năm đầu Thủy được một người quen cho một cái cọng rất là nhỏ, nhưng mà sau một mùa hè thì nó lớn lên được nhiều cây, nhưng mà nó không có củ, nó chỉ có rễ thôi. Nhưng mà cái rễ khi mà quý vị đem vô nhà và cắt nó đàng hoàng thì năm sau nó cũng vẫn mọc lại, thì năm sau cũng vẫn trồng được. Thủy cắt hết bạc hà và giữ cái phần rễ. Cái phần rễ đó Thủy bỏ vào trong một cái chậu đựng cát. Và cái chậu đựng cát đó được để trong một cái bọc ni lông bọc kín lại. Khi mà mùa xuân sắp sửa tới thì Thủy mở ra và xịt cho nó một chút nước, rồi cũng cột cái bọc ni lông lại. Thì bạc hà tự nó sẽ nảy mầm, nó lên những cây con rất là nhiều ở trong cái chậu đó. Khi mùa xuân mà ban đêm không còn ở dưới 0 độ nữa, chúng ta có thể đem ra ngoài để trồng. Và khi trồng, trước khi trồng thì khoảng vào tháng 4 khi mà tuyết vừa tan, Thủy lựa cái chỗ mà mình sẽ trồng bạc hà, thì đổ xuống đó phân gà tươi và phủ cỏ để đó một tháng cho cái phân cũ đi. Và khi đúng lúc trồng bạc hà thì Thủy đem bạc hà ra ngoài và trồng nó xuống ở chỗ mà Thủy đã bón phân. Bạc hà thì thích mát và nhiều nước. Thủy nhớ là hồi xưa má Thủy trồng bạc hà ở cái chỗ cái sàn nước của mình, cho nên Thủy lựa một cái góc nhà chỉ có nắng buổi sáng thôi chứ không có nắng buổi chiều, thì trồng nó xuống đó và tưới rất là ẩm, bạc hà lên rất nhanh và rất tốt. Còn cần cua thì Thủy thí nghiệm khi mà lấy hột thì Thủy chừa lại một phần hột là rải xuống đất. Vào mùa thu Thủy đã lấy hết tất cả những hột của cần cua, thì Thủy rải xuống đất một mớ và để yên đó cho qua mùa đông. Thì năm nay Thủy thấy cần cua mọc lên, như vậy là cái hột cần cua chịu lạnh rất là giỏi. Cần cua thì khác với bạc hà một chút là cần cua cần nắng và cần ẩm độ và cần rất là nóng để mà mọc lên, còn bạc hà thì thích mát mát thôi. Cho nên những cái hột cần cua mà Thủy rải ở chỗ Thủy trồng bạc hà thì khi bạc hà mọc lên che ánh nắng thì cần cua cũng mọc, nhưng mà mọc chậm hơn ở chỗ mà có nắng. Cho nên khi mà quý vị bỏ hột cần cua ở ngoài sân khi trời lạnh, ở chỗ Thủy thì lạnh từ -20 độ C đến -30 độ C vào mùa đông và nhiều tuần như vậy, nhưng mà cái hột cần cua vẫn sống và mọc lại vào mùa xuân, với điều kiện là quý vị để chỗ nắng và tưới nước rất là nhiều. Cần cua không có chịu oi nước, nhưng mà nó chịu ẩm độ. Cho nên biết như vậy, chúng ta có thể trồng cần cua mà không cần phải ương trước ở trong nhà. Tại vì cần cua mà ương trước ở trong nhà đem ra nó sẽ không có sống, tại vì cần cua không có thích bứng lên trồng xuống. Thì những cái hộp mà Thủy rải từ năm trước, năm nay đều mọc lên rất là nhiều. Như vậy là mặc dù ở xứ lạnh, chúng ta vẫn có thể trồng được bạc hà và cần cua vào mùa hè rất là dễ dàng. Bạc hà của Thủy rất là nhiều, ăn không kịp, cần cua cũng vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Cảm ơn quý vị.